Còn Unit bây giờ anh em sẽ, nếu mà bên hai bên đều máu giấy á thì mấy anh em sẽ lên phong thần kiếm nha. Cứ lên phong thần kiếm rồi nếu mà hai bên kiểu đều là mấy con sát thủ hay mấy con bình thường không có châu á thì lên phong thần kiếm vô cực đại bác. Còn nếu mà bên kia nó châu châu thì lên phong thần kiếm móc diệt hoặc là đại bác rồi xong mới lên vô cực. Tùy, nói chung là giờ đa số là sẽ lên theo tình huống á, lên theo đội hình á, chứ không phải như xưa lên theo một kiểu. Đơ nghĩ có làm streamer không hay do máy huấn luyện? Đơ làm streamer nha, streamer với làm ở bên ngoài chứ đơ không làm máy huấn luyện, đơ không làm huấn luyện viên đâu, đơ không thích làm. Wow, tiền nó ghê vậy. Game này đỡ chơi AFE, Zenith, Faggot. Hồi nãy mới chơi Faggot rồi, game nãy cũng xanh, chắc có clip rồi. Game này mình chơi Zenith ha, Zenith hay AFE ta? Zenith đi nhỉ. Đây, game này đơ sẽ cầm bảng kiểu này. Ủa Nani lần phê đúng không ta? Gì ghi ok, Nani Faker nó tìm nó ghê quá vậy. Tìm bên kia toàn cộm cán không vậy? Là vì khi nhìn thấy ánh mắt người sẽ tròn, làm cho bao chàng trai thương nhớ em heo mòn. Đợi mời cái phòng phần kiếm này gọi đơ xì bam phòng phần kiếm nhá. Anh em xì bam phòng phần kiếm đi, phòng phần kiếm mạnh đi. Rồi game này nè, team nó không có tay dài nhiều cũng bình thường á, tôi sẽ đợi sẽ lên giao phòng phần kiếm xong rồi vô cực. Món ba đợi sẽ lên ma vũ hoặc là móc gì. Tùy. Like subscribe được cả, bấm like subscribe kênh cho đời nhé, mình em nhiều. Nhớ ấn subscribe kênh cho đơ có nước bạn nhé. Tôi tập trung đắp mang nhãn cho anh em xem. Xử lý dở người ta. Phi lục tích bằng mạng hơn xử lý dở anh em ơi, phải đánh đúng giết hết rồi. Cái vấn đề của AD là gì biết không, kiểu mình đang bị quen cái tốc độ đánh của cái nó lên đồ cũ á. Ví dụ giờ tốc độ mình lên đồ cũ đúng không, là tốc độ đánh mình bây giờ ví dụ như đang 1.2 đi, còn bây giờ nó 1.6 á, cái mình bị hai việc khẩn. Mấy lúc mà thay đổi nó lót trang bị mấy không có để bị vậy không, giống như meta lên tốc độ đánh trước hay meta lên đam trước á, nó vậy. Thành đã rescan 10.000 đồng. Afer giờ lên đồ gì anh đe? Cảm ơn em nha. Em lên phong thần kiếm vô cực hay là phong thần kiếm cung phong linh nha. Xong món 3 em lên tốc độ đánh.
Miếng này là Katy anh em, Nani là Katy. Katy nó xanh thế, phút 15, 507, 51. Hát, nó là Katy á. JC là Katy. Quá đã. Cảm ơn Lâm nha, cảm ơn anh em nhấn like, subscribe cho đôi nha anh em. Tập trung đánh xíu nha. Xuyên mẹ người phải nồi. Hay dạ, à nó bắn cầu sắm xuyên người luôn. Tưởng như Bobby chứ, phải nồi vẫn xuyên được hả? Ảo thật đấy. Nãy giờ hơi phô phình rồi đó. Biết gì này không xài tẩy đâu à, vì cái tẩy là tẩy cái ngủ còn ngon. Nhìn cái bóng của ông Philo Tích nó ảo thật. Đánh gần thôi, đánh gần thôi. Sao chạy đâu vô nhà nó vậy? Đánh gần nhau thôi win rồi, cứ la lao vô làm gì hết trời. Tìm mình tròn. Đồng hồ
Holy shit. Không ai cover vào mình thế. Game nhiều căng dữ vậy. Tự nhiên game hao quá trời xong tự nhiên khó vậy. Chả hiểu. Khó phải. Anh em nhấn like subscribe kênh cho tôi nha. Cảm ơn em nhiều. Ok, 100k subscribe. Cảm ơn mọi người nha. Chứ cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đơ từ lúc lập kênh YouTube này từ 2018 đến bây giờ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngày mai đi livestream đơ với mà quay sau nhá. Mai học mốt nhá. List hả? Rồi, chuẩn bị team SE còn một cái Powell nữa. Rồi, một team với set sẽ thay đổi rất là nhiều nhân sự. Ok chưa? Thông tin chuẩn chưa? Thì thông tin đánh giá chưa? Rồi, welcome thì ai biết. Welcome hay không thì chắc có, nhưng mà một hay hai cái thì không biết.